Anh ơi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái vlog nhỏ nhỏ dễ thương chút xíu, đó chính là mình sẽ chia sẻ cho mọi người về những khoản chi phí sinh hoạt khi mình ở Hàn Quốc. Nhưng mà trước khi làm vlog này thì các bạn cho mình chút thời gian để mình chỉnh lại cái view ở đằng sau chút xíu. Tại vì có nhiều bạn nói rằng là mình ngồi trên giường cái view xấu quá, không được như view nhà cũ. Còn cái view bên cái ghế và máy tính thì cái view nó quay nhiều quá rồi, cho nên là mình sẽ thay đổi nhiều chút xíu. Với lại cũng khoe cho các bạn biết là nhà mình có rất là nhiều view đẹp đó nha. Thì như các bạn có thể thấy ở đây đó chính là cái cửa sổ nhà mình. Với lại cái rèm này, mình chọn nó là cái rèm công chúa. Mình rất là thích cái rèm mà nó xõa xuống như thế này. Thì bữa sau á, mình làm cái vlog mình tour ở nhà mình á, thì mình chia sẻ cho mọi người cụ thể hơn. Và bây giờ mình sẽ trang trí cái này chút xíu, vì nó đơn điệu quá. Nhìn nó cũng đẹp đó, nhưng mà mình muốn làm sao cho nó hòa mình với thiên nhiên một chút xíu. Nên là mình đã lấy một cái gọi là cái dây cũ ở bên cái nhà cũ qua. Đây là mình mua Daiso các bạn ạ. Your my shake shake no chigi shira my shake shake. Nói chung là cũng không phải gì xuất sắc lắm. Mình có chuẩn bị thêm cả các sợi dây điện để mà chiếu đèn lấp lánh các bạn xem nha. Go haru jung il bogo sipdago uju min mallo pane boryeosunika ye 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 ye. Các bạn có thể thấy thì mình tắt đèn rồi, để bây giờ mình thử coi cái đèn nó lên sáng như thế nào nha. Hi, và sau khi đèn đã mở lại rồi, mình sẽ bắt đầu vlog ngày hôm nay. Thì vlog hôm nay mình sẽ có một số điều muốn lưu ý với mọi người, đó chính là tại vì tính toán khá là nhiều cho nên mọi người phải suy nghĩ vận động mà đầu óc cũng khá là phức tạp đó. Thứ hai nữa là các bạn nhớ này, tỷ giá của Hàn Quốc, cái tiền Hàn Quốc á với tiền Việt Nam thì các bạn chỉ cần nhân lên cho 20 là được rồi ha. Cho nên là hôm nay mình sẽ nói toàn bộ bằng tiền won nhé, chứ mình vừa đổi qua tiền Việt vừa nói chuyện này sẽ rất là phức tạp ha. Rồi hôm nay chúng ta có một vị khách mời, đó chính là bạn Shigo. Shigo ạ. Nhưng mà Shiko ngồi đây vướng tầm nhìn quá trên, Shiko sẽ xuống đất ngồi nha. Đi đâu à? Xuống đi. Lại cái xoài. Đấy, và hôm nay thì mình đã chuẩn bị ghi sẵn ra một cái quyển tập như thế này để nói chuyện với mọi người, lỡ mà trường hợp mình sợ mình quên ấy, cho nên là mình phải ghi ra để cho nó cụ thể hơn. Thì trước mắt thì hôm nay mình sẽ bắt đầu nói chi tiết về những phần mà mình phải đóng nha. Đầu tiên thì đó là cái phần mà các bạn sẽ lo nhiều nhất, đó chính là tiền điện, phải không? Tiền điện ở Hàn Quốc thực tế mình thấy rất là rẻ luôn các bạn, thậm chí có khi còn rẻ hơn Việt Nam mình rất là nhiều. Và có một cái hay bên Hàn Quốc, đó chính là Hàn Quốc không bao giờ bị cúp điện hết. Lâu cũng có nhưng mà không có nhiều. Thường mình sống này khoảng gần 2 năm rồi thì mình lấy chưa một lần nào mình bị cúp điện hết, cho nên các bạn hãy yên tâm đi. Và tiền điện bên Hàn Quốc á, thì mình xài rất là thoải mái các bạn nhé. Ví dụ như mình mở đèn liên tục nè, mình xài máy tính lâu để chơi game thì nó cũng phải vài tiếng một ngày đấy. Nhưng mà tiền điện ở đây không bao giờ mình thấy mình vượt quá mức 10.000 won cả. Mình thỉnh thoảng khoảng 6-7.000 won thôi. Nói chung á, thì cái mức này nó tùy theo những cái khu vực bạn ở. Nhưng mà mình nghĩ thường á, thì tiền điện ở nhà mình xài mỗi tháng là 10.000 won. Tiếp theo đó chính là cái tiền nước. Tiền nước thì đa số một số nhà bên Hàn Quốc á, khi các bạn thuê phòng thì người ta bao luôn tiền nước cho các bạn, nhưng mà ít nhất tiền nước các bạn phải trả thường là 5.000 won. Đấy, đó là tiền nước mà mình phải đóng. Thì mình chủ yếu dùng nước có làm gì, mình phải tắm rửa nè và mình để nấu ăn là chính, nhưng mà dạo này mình không có ăn nhiều. Ok, tiếp theo là cái tiền ga. Tiền ga thì các bạn ạ, ở cái những cái mùa như mùa hè, mùa xuân ạ, thu đông, thì mùa đông với mùa xuân á, thì các bạn phải xài ga rất là nhiều để các bạn xài để sưởi ấm cho cái nhà các bạn ấy. Còn những cái mùa còn lại thì các bạn không phải xài sưởi đâu, mà thường các bạn dùng cái ga để mà các bạn nấu ăn là một nè, hai là các bạn dùng để tắm, để có nước nóng để các bạn tắm đấy, thì các bạn dùng hai việc đó thôi, còn thường thì các bạn không cần phải xài. Ví dụ như trong tháng này thì mình không có xài ga nhiều, cho nên tiền ga của mình khoảng là 2.000 won thôi chứ không có nhiều gì hết. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà các bạn
bạn phải nấu ăn nhiều nữa thì mình nghĩ là các bạn phải mất khoảng 5.000 won để các bạn trả tiền ga đấy. Các bạn nhớ nha. Tiếp theo cũng là một cái các bạn phải lưu ý chính là nước uống. Nước uống ở Hàn Quốc á, thì các bạn nên nhớ nè, các bạn không có dùng cái nước mà gọi là nước máy á, để các bạn đem đi đun sôi rồi các bạn để nguội các bạn uống được đâu. Tại vì mình đã thử một lần rồi thì cái nước làm như vậy nó cái mùi rất là kỳ, các bạn không có uống được, rất là khó uống. Cho nên các bạn phải đi mua những cái chai nước ở ngoài ấy. Thì mỗi lần mua như vậy thì mình khuyên các bạn nè, thay vì các bạn chạy ra ngoài những cửa hàng tiện lợi, nước nó rất là mắc. Một chai lớn của nó khoảng là 1.000 won á, đến khoảng 1.000 won thì rất là mắc. Các bạn có thể dùng ra những cái bát thường, nghĩa là những cái siêu thị nhỏ đấy, ở đó người ta bán những cái loại nước như nước đóng hay một cái bịch túi bự như thế này nè, khoảng 6 chai. Thì trong 6 chai đó thì người ta bán là khoảng 3.000 won thôi, đến ra một chai như vậy thì các bạn chỉ tốn khoảng 500 won thôi, rất là rẻ đúng không các bạn? Cho nên là mình khuyên các bạn nên mua nước như vậy, hoặc là các bạn có thể mua trên mạng luôn, người ta sẽ order, người ta giao đến tận nhà của các bạn. Cho nên các bạn chỉ cần ngồi ở nhà các bạn lấy nước thôi, chứ các bạn không cần phải bưng bê rất là cực khổ. Thì mình suy nghĩ đối với cái tiền nước các bạn mua thì mỗi tháng các bạn, mỗi tuần các bạn sẽ uống mất 6 chai nước lớn như vậy đi, thì một tháng các bạn mất khoảng 12 chai, tính ra thì cũng là khoảng 12.000 won thôi, cũng không có gì là mắc lắm. Theo là cái phần tiền nhà, tại vì lý do mình đang ở nhà mình nó là ở một mình đó các bạn. Khi ở một mình như vậy thì cái tiền nhà rất là đắt, cho nên mình khuyên các bạn là không có nên ở một mình nếu các bạn không có lý do riêng như mình, là mình không thể ở chung vai hết. Thứ hai là mình quay vlog như thế này nè, và những cái buổi đêm tối như vậy mà các bạn ở chung thì không có được, cho nên mình phải ở riêng một mình. Đấy, thì nhà mình đang thuê là một căn nhà ở khu vực Busan nhé các bạn. Còn những cái khu vực khác giá nhà sẽ càng khác nữa, nhưng Busan cũng là một trong những khu vực cái giá nhà rất là rẻ, cho nên là một tháng thì mình tốn khoảng 280.000 won thôi. Là một cái nhà rất là rộng các bạn, rất là rộng, cái nhà đủ chở 2-3 người ở luôn đó, nhưng mình thích ở một mình. Còn nếu các bạn muốn tiết kiệm thì tí mình sẽ chỉ cho các bạn một số cách để các bạn tiết kiệm hơn. Theo là cái phần cũng rất là quan trọng, đó chính là phần ăn, tiền ăn á. Thì mình sẽ cho các bạn một số lý do tại sao mình ngu. Thứ nhất là tại vì mình rất là làm biếng nấu ăn, mình lười á, lười quá cho nên mình không chịu nấu ăn ở nhà, cho nên là mình thường hay ăn ở ngoài. Thì ăn ở ngoài thì mình sẽ có cái cách để tiết kiệm như sau, chính là buổi sáng mình nhịn ăn. Mình hay nhịn ăn sáng, mình đi thẳng tới trường đi học luôn, hoặc là có ngày đó mình thì ngủ đến trưa luôn, xong rồi có dậy ăn trưa. Thế là ăn tối, thế là mình chỉ cần tốn hai bữa thôi. Thì thường giá bên Hàn Quốc á, các bạn ăn những cái tiệm rẻ rẻ bình dân xung quanh trường, chứ đừng ăn những cái khu ăn uống á, thì giá nó cao. Những cái món cao cao thì đa số là 6.000 won, còn không thì các bạn ăn những cái chỗ rẻ hơn nữa có đấy, nhưng mà nó không ngon lắm, thì khoảng là 4-5.000 won, cũng không có đắt lắm đâu so với cái mức giá ở Hàn Quốc. Cái mức lương các bạn làm á thì nó cũng không gọi gì là mắc hết. Nhưng mà nếu mà mỗi ngày các bạn ăn 6.000 won như vậy, mà ăn hai bữa rồi nhưng cho khoảng 30 ngày, thì một tháng các bạn mất khoảng đến 360.000 won, là một con số cực kỳ lớn luôn các bạn ơi. Và đó là một sai lầm của mình, cho nên là tí nữa mình sẽ chỉ các bạn cách để khắc phục cái việc mà các bạn tốn tiền ăn quá nhiều như vậy đấy. Và tiếp theo là cái tiền wifi, thì các bạn nên để ý chút xíu là khi các bạn thuê nhà đấy, thì một số nhà sẽ lắp wifi sẵn, còn có một số nhà thì không. Cái nhà lúc trước mình ở thì nó không lắp wifi cho mình, cho nên mình phải đăng ký gói wifi là một tháng 20.000 won. Tại vì bà chủ nhà cũng không biết wifi là cái gì hết, tại bà chủ nhà già rồi đấy. Cho nên là mình rất là tiếc cái tiền đó. Cho nên khi mình qua nhà mới như vậy nè, thì đột ngột cái nhà mới này lại lắp wifi sẵn và mình được free wifi như vậy. Cho nên là mình vừa xài wifi bên cái nhà này mà mình vừa phải đóng wifi bên cái nhà kia. Tại vì bên Hàn Quốc á, có những cái gói cước rất là rẻ như vậy đấy, thì các bạn nếu mà các bạn cắt bất chợt thì các bạn phải đóng phạt thì khoảng mất mấy trăm nghìn won nữa. Cho nên mình rất là tiếc, cho nên mình vừa đóng cái kia mà vừa xài cái này, nên chung là một tháng thì mình mất thêm khoảng 20.000 won nữa. Thì đó là tổng cộng những cái số tiền mà mình phải đóng. Mình xài thường xài trong một tháng, nói chung là từ tháng trước là mình tính như vậy, thì mình mất khoảng 697.000 won các bạn. Cái mức giá như vậy, 697.000 won làm tròn là khoảng là 700.000 won đi, là khoảng 14 triệu là một con số cũng khá là rẻ các bạn ơi. Nếu các bạn thực tế các bạn so với những cái nước còn lại đi, ví dụ như là con Sico ổn quá, Sico ổn đây, Sico ổn đây. Nếu các bạn đi so với những nước như là Hàn Quốc hoặc là Mỹ, Âu, Úc đồ này nọ, thì cái giá Hàn Quốc cực kỳ là rẻ luôn các bạn ơi. Nói chung là những cái nước kia thì không biết như thế nào, nhưng mà Hàn Quốc mình thấy rất là rẻ rồi. Cho nên là các bạn hãy yên tâm khi mà các bạn đi du học ở đây về vấn đề tiền bạc đi. Nhưng mà quan trọng các bạn phải có việc làm thì mới đỡ lo hơn nha. Nên á, dạo này là tại vì mình làm ở văn phòng của trường, nhưng mà du học sinh Việt Nam bỏ trốn nhiều quá, cho nên là trường không dám nhận hồ sơ du học sinh Việt Nam, và cho nên mình dạo này mình cũng ít lên trường đi làm lắm. Và mình đang thất nghiệp, chính vì mình thất nghiệp như vậy cho nên mình đang phải suy nghĩ cái cách để mà gọi là tiết kiệm tiền hơn.
Và sau đây sẽ là một số cách tiết kiệm tiền của mình. Thứ nhất là trong cái vấn đề ăn, mình cực kỳ ngu trong vấn đề ăn luôn các bạn ơi. Quá là tốn tiền trong cái việc mà các bạn phải đi ăn như vậy đó. Mình khuyên các bạn á, nếu có điều kiện các bạn nên, một á, tiết kiệm tiền ăn, các bạn nên sống ở ký túc xá, ăn ở ký túc xá, tại vì cái tiền ăn ký túc xá rất là rẻ. Hoặc là ăn ở nhà ăn học sinh ở trong trường thì nó rất là rẻ các bạn, nhưng mà thường thì không có ngon, làm như đồ ăn cho heo ăn á. Thiệt á, không biết là các bạn như thế nào, nhưng mà các bạn khác thì cũng nghe các một số bạn khen là ngon, nhưng mà mình thì không thích đồ ăn Hàn Quốc lắm, cho nên mình ăn mình cảm thấy cứ như là cho một đống, mình nhìn cứ như là cho heo ăn, cho mình ăn không có nuốt không nổi, cho nên mình không biết ăn đồ ăn trong trường. Thứ hai đó là các bạn nên nấu ăn. Nấu ăn là một cái gì đó rất là thần thánh các bạn ơi, nó rất tiết kiệm cho bạn rất là nhiều, là dạy cho các bạn cách để học những nấu những món khác. Nhưng mà thường thì mình chỉ biết nấu hai món là thịt kho với lại là gì, món mình tâm đắc nhất là thịt gà chiên nước mắm. Nói chung mình có hai món là biết lại hoài, nhưng mà ăn phải chịu ăn thôi chứ không cũng không có ngán lắm đấy. Thì khi mà mình đi nấu ăn như vậy, mình cảm thấy mình tiết kiệm được rất là nhiều các bạn. Ví dụ như khi các bạn ra ngoài siêu thị á, để các bạn mua đồ thì thường các bạn mua khoảng một con gà khoảng 1 ký đấy, thì giá của nó khoảng 6-7 nghìn won thôi, đó là mình mua ở siêu thị luôn đó nha. Còn thịt thì thịt đây thịt bò à, thịt heo chứ, thịt heo thì giá nó cũng khá là rẻ các bạn, thường mình không nhớ bao nhiêu ta, 700-800 gram của mình là khoảng 9.000 won, 7-8-9.000 won gì đó, cái chung giá như vậy đấy. Thì những lần mua như vậy thì mình được ăn, mua mình nấu xong rồi mình ăn được khoảng vài ngày luôn, khoảng là 3-4 ngày cho một cái phần thịt như vậy đấy. Thì khi mà các bạn mua như vậy thì mình tính đi tính lại rồi thì đa số nhiều lắm thì các bạn chi nhiều lắm, các bạn ăn nhiều lắm thì các bạn chỉ tốn khoảng 100.000 won cho một tháng thôi. Mà mình thấy như vậy cũng rất là nhiều rồi. Còn ví dụ như mình ăn dạo này mình ăn rất là ít, cho nên mình thấy mình chỉ tốn khoảng là 60-70.000 won là nhiều lắm thôi. Và mình cũng rất là ít ăn rau. Bên Hàn Quốc thì rau khá là mắc nha các bạn, cho nên các bạn phải cẩn thận. Còn mình thay vì mình ăn rau như vậy á, thì mình uống nước trái cây, nước ép táo rồi này nọ để mà bổ sung cái chất dinh dưỡng từ rau củ quả hơn. Đó là cái lời khuyên của mình. Cho nên là khi mình ăn mà nấu ăn như vậy ở nhà đó thì mình giảm được khoảng, tiết kiệm được khoảng 260.000 won cho một tháng đúng không? Và lại trừ đi như đây thì mình chỉ tốn khoảng là 400-mấy chục nghìn won cho một tháng, rất là nhiều luôn các bạn ha. Và đặc biệt là nếu các bạn ở nhà thì các bạn nên thuê những cái nhà có thể nấu ăn được đấy, còn những cái nhà không nấu ăn được thì đó cũng là một cái gánh nặng cho các bạn ha. Tiếp theo là một cái cách để mà các bạn có thể tiết kiệm nữa, đó chính là ở nhà chung với những bạn khác. Ví dụ như là mình thay vì cái nhà của mình ở này thì mình có thể ở chung với một hoặc là hai người nữa, thì cái số tiền nhà đương nhiên nó sẽ lên rồi. Ví dụ như cái nhà mình đang ở 280 này các bạn, thì nếu các bạn ở ba người thì chủ nhà không thể nào để cho các bạn cái giá nhà 280 đâu, mà người ta sẽ tăng giá lên là khoảng 300-mấy chục nghìn cho cả 360.000 won chẳng hạn, 380.000 won chẳng hạn, nó sẽ tăng lên như vậy đấy. Nhưng mà tăng lên thì người ta tăng lên cũng một ít thôi chứ không phải tăng lên gấp đôi gấp ba lần đâu, mà khi mà chia ra thì ít ra thì mỗi người đóng cũng khoảng là 100.000 won thôi cho cái tiền nhà nữa. Và nếu mà trừ vào cái tiền của mình bây giờ nè, thì mình tốn khoảng 450.000 won đi, mà trừ đi mình ở nhà mình là khoảng 280.000 đi, thì mình ở đóng khoảng 100.000 tiền nhà nếu mình ở chung với người khác đấy, thì mình mất đi khoảng 200.000 won nữa. Vậy là một tháng là mình chỉ mất khoảng 300-mấy chục nghìn won thôi, cho là không phải, nói chung là khoảng 300.000 won, 6 triệu đồng cho một tháng mà các bạn sinh hoạt ở Hàn Quốc á. Mình thấy cái giá như vậy rất là hợp lý và rất là rẻ rồi các bạn ơi, chứ không mắc như những cái nước khác đâu các bạn à. Nhưng mà các bạn để ý nha, đó là khi các bạn phải sống, phải tiết kiệm nè, và các bạn đặc biệt là các bạn phải nên ở chung với nhà người khác. Mà thường thì mình sẽ có một số chi phí phát sinh nữa, thì mình sẽ đọc cái chi phí phát sinh cho các bạn nghe nha. Đó là cái tiền đi lại, các bạn đi giao thông, đi tàu điện ngầm hoặc đi xe buýt ấy. Thường thì ở Busan với Seoul mới có tàu điện ngầm thôi, những cái tỉnh còn lại thì các bạn sẽ không có tàu điện ngầm để các bạn đi đâu. Mình không có nói chọc mấy tỉnh khác nha. Đấy, thì thường các bạn đi xe buýt. Nhưng mà thường đi như vậy thì các bạn phải đi làm, một là đi làm, hai là đi học. Nếu mà nhà các bạn xa trường quá thì các bạn phải đi xe buýt đến trường. Thì mỗi lần đi như vậy ít nhất một ngày các bạn phải đi 2 chuyến, chuyến đi và chuyến về. Thì tính ra là khoảng 2.500 cho 2 chuyến nha các bạn nhé. Thì một tháng là 30 ngày, tính ra thì khoảng 75.000 á, 75.000 won cho một tháng đi tiền giao thông như vậy. Nhưng mà mình khuyên các bạn này, nếu các bạn ở trong dạng trường hợp mà các bạn phải vừa đi học nè, rồi lại đi ra chỗ khác để đi làm, mà xong lại vừa đi đâu đi tùm lum hết, mà mỗi ngày các bạn đi quá nhiều như vậy á, thì các bạn nên mua một cái loại thẻ giao thông, đó là cái dạng mà đóng khoảng 60.000 won thôi, các bạn sẽ không bị giới hạn cái lượt đi, các bạn đi thoải mái, đi lúc nào đi cũng được hết. Cho nên là mình thấy cái gói cước đó rất là tốt cho nhiều bạn mà cần phải di chuyển. Còn mình á thì mình tiết kiệm được cái khoản đó trong cái việc đó là gì, mình thuê nhà sát ngay bên trường luôn, trường mình đi ra đây khoảng là 5-6 phút thôi là đi tới trường thôi, cho nên là mình tiết kiệm được cái khoản đó. Còn nếu các bạn ở xa trường thì các bạn phải tính toán cái phần đó vào luôn nha.
Cho nên mình hy vọng là vlog ngày hôm nay sẽ có thể giúp cho bạn biết thêm được nhiều về cái việc mà chi phí Hàn Quốc như thế nào. Và hôm nay vlog ngày hôm nay là kết thúc rồi. Bye bye mọi người nha. Bye bye.